Chiều 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã đối thoại với hơn 200 đoàn viên, thanh niên để giải đáp những vấn đề mà các bạn trẻ đang quan tâm. Các đoàn viên, thanh niên đã gửi rất nhiều kiến nghị đến lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong đó chủ yếu tập trung đề xuất cơ chế, chính sách quan tâm tạo điều kiện, cấp kinh phí để giúp các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên ứng dụng được vào thực tiễn. Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thế giới thay đổi không ngừng, ai không học là lùi. Do đó, Bộ trưởng khuyên các bạn trẻ không ngừng tự học để thành công. Đặc biệt, muốn đào giếng sâu thì cái miệng phải rộng, tức là mỗi người cần tích hợp nhiều kiến thức khác nhau để tạo ra các ý tưởng sáng tạo, khai thác đa giá trị trong mỗi sản phẩm, mỗi hoạt động, định hướng về khởi nghiệp trong nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng, không ai lầm lũi trong bóng tối một mình mà thành công. Khởi nghiệp phải tạo ra sự khác biệt, tạo ra giá trị cộng đồng, tìm cái mới không phải dễ dàng, nhưng đó mới là giá trị khởi nghiệp. Tức là làm tốt hơn cái đang tốt, làm đúng những cái bị sai, làm có những cái chưa có để đến khi được cộng đồng chấp nhận, đó sẽ là thành công lớn. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 8, Văn phòng Điều phối Nông nghiệp Nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức giao lưu các doanh nghiệp nông nghiệp xuất nhập khẩu nông thủy hải sản gia súc giữa Việt Nam và Úc. Bà Sarah Hopper, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, quan hệ hợp tác song phương giữa Úc và Việt Nam đã được thiết lập gần 50 năm và đang trên đà phát triển quan hệ rất tốt. Trong năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 700 triệu đô la Mỹ sang Úc và ngược lại, nhập khẩu từ Úc của Việt Nam cũng đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ với các mặt hàng tôm, hạt điều, cá. Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp Việt mong muốn chính phủ Úc sẽ tạo điều kiện để sản phẩm nông nghiệp Việt Nam được tiếp cận với người dân bản xứ Úc với sản lượng lớn hơn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển lan tỏa thương hiệu sản phẩm nông sản Việt Nam thông qua các kênh truyền thông chính thống của Úc. Ngày 2 tháng 8, lễ khởi hành đưa sản phẩm nhãn Sơn La về cảng hàng không quốc tế Nội Bài và ký kết hợp đồng cung cấp, tiêu thụ nông sản an toàn Sơn La và các suất ăn với công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam đã được tổ chức tại tỉnh Sơn La. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ phục vụ món tráng miệng là nhãn lồng Sơn La theo tiêu chuẩn Việt Gáp đối với các bữa ăn trên khay cho hành khách hạng thương gia trên các chặng bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội. Với mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines, nhãn lồng Sơn La sẽ góp mặt trên hàng trăm chuyến bay mỗi ngày đi các châu lục trên thế giới. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Agribank, ngân hàng 100% vốn nhà nước vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng với mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt kỷ lục 15.080 tỷ đồng vào top 3 nhà băng lãi cao nhất. Vietcombank là ngân hàng top 1 với mức lợi nhuận khủng 17.373 tỷ đồng. VPBank đứng ở vị trí thứ 2 với mức lợi nhuận 15.323 tỷ đồng. Agribank đã vượt qua cả lợi nhuận Vietinbank, Techcombank, chủ yếu nhờ tăng thu nợ đã xử lý và giảm được áp lực trích lập dự phòng.